Xin chào những khách hàng của hệ thống Hồng Đức. Hôm nay thì mình có Honda Phong Trợ để mình cập nhật những phiên bản đang có tại hệ thống Hồng Đức và báo giá cho mọi người luôn nha. Chiếc mình mang ra quay cho mọi người xem hôm nay á, là phiên bản màu độ bên mình nè, màu xi măng kết hợp với cái nhựa đỏ và da yên đỏ. Chiếc này thì mọi người thêm phí độ tầm 3 triệu mấy tới 4 triệu thôi, tùy phiên bản màu. Nên là mọi người muốn biết chi tiết thì để lại bình luận phía dưới để mình báo giá cụ thể cho mọi người nha. Dòng xe Honda Phong Trợ này á, thì chúng ta sẽ có hai phiên bản bánh mâm với bánh căm mọi người. Bản nào thì cũng sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống ở phía sau hết. Riêng phiên bản bánh mâm á, thì chúng ta sẽ có cái mâm màu đen nha, dành xe cực kỳ mạnh mẽ và cứng cáp luôn. Heo thắng thì sẽ là heo Nissin nha các bạn. Và Honda Phong Trợ á, chiếc xe tiết kiệm xăng bậc nhất phân khúc luôn mọi người. Chắc cũng không có chiếc nào qua chiếc này đâu, ngoài chiếc Cúp 125, chiếc đó thì giá quá cao rồi. Cốp xe nữa các bạn, cốp xe cũng rộng nhất luôn, rộng nhất phân khúc luôn á, đảm bảo với mọi người. Nó ngang ngửa Vision đó mọi người. Thì đó là chiếc Phong Trợ mẫu màu độ bên mình. Rồi mình đi tiếp cho mọi người xem những phiên bản khác nha. Thì bên mình sẽ có bản bánh căm nè. Đây, ở đây mình đang có những phiên bản bánh căm. Bánh căm á thì 34.8 thôi các bạn, 34.8. Bánh căm thì mình có màu xanh, còn với bản bánh mâm nè, bánh mâm thì sẽ là 36 nha những khách hàng. Mình cũng có nhiều màu độ lắm, màu độ đa phần mình lên cho bản bánh mâm, nhưng mà nếu như mọi người thích bánh căm á thì bên mình vẫn hỗ trợ được cho mọi người nha. Rồi cộng trừ nhiêu đó thì các bạn cứ để lại bình luận phía dưới đi, mình tư vấn cụ thể cho mọi người. Rồi ở đây cho mọi người xem thêm những phiên bản bánh mâm màu độ bên mình nha. Mình có màu xi măng nữa nè. Đây, hai cái màu xi măng này nó cũng hai sắc thái khác nhau nè. Các bạn nào thích ngã vàng thì chọn bên này. Bên này thì ám xanh nhiều hơn, độ ca thấp hơn. Rồi, cũng có nhiều màu đổ nữa nè các bạn, màu trắng nè. Và đặc biệt có màu trắng da yên đỏ nè. Chiếc này là những cái phiên bản màu này á, là khách hàng tìm bên mình rất nhiều luôn. Đấy, cái màu trắng da yên đỏ này nè. Chiếc này thì mọi người thêm 3 triệu mốt phí độ màu sơn là được rồi. Đó, cập nhật lại cho mọi người nha. Bánh căm là 34.8, còn bánh mâm á là 36, là dòng xe Honda Phong Trợ. Các bạn muốn biết thêm giá mẫu xe nào nữa thì để lại bình luận phía dưới nha, để mình hỗ trợ và tư vấn cho mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip báo giá sau. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.